Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Đèn Đỏ Cinema. Công việc nào muốn đạt đến thành công thì cũng đòi hỏi một sự cố gắng phi thường và không bỏ cuộc. Làm phim cũng vậy. Con đường làm phim chúng ta thường nhìn vào tưởng như là luôn hào nhoáng và đầy vinh quang, được trải toàn hoa hồng. Nhưng để đạt được những điều ấy phải là một quá trình nỗ lực bền bỉ với ý chí sắt đá để vượt qua những khó khăn và cùng cực. Mong rằng các bạn đang theo đuổi môn nghệ thuật thứ 7 nói riêng hay bất cứ đỉnh cao trong lĩnh vực nào khác mà đang gặp phải nhiều khó khăn, trắc trở thì sẽ có thêm động lực và vững bước trên con đường mình đã chọn. Hôm nay, chúng tôi sẽ không giới thiệu tới các bạn một bộ phim xuất sắc nữa, mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn một vị đạo diễn vĩ đại của thế giới, đó là Peter Jackson, và hành trình chinh phục đỉnh cao của ông với điện ảnh. Peter Jackson là một đạo diễn điện ảnh, được biết đến với bộ 3 phim Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn và Người Hobbit. Các bộ phim của ông có doanh thu cao thứ 3 mọi thời đại, kiếm được hơn 6,5 tỷ đô trên toàn thế giới, chỉ xếp sau Steven Spielberg 10,6 tỷ đô và anh em nhà Russo 6,8 tỷ đô. Trong suốt sự nghiệp của mình, Jackson đã 3 lần được trao giải Oscar cho phim The Lord of the Rings: The Return of the King năm 2003, bao gồm cả giải đạo diễn xuất sắc nhất. Các giải thưởng khác của ông bao gồm một quả cầu vàng, 4 giải Saturn và 3 giải BAFTA và vô số những giải thưởng khác. Về tài sản của Peter Jackson, theo Forbes, khối tài sản của Jackson hiện tại là 1,5 tỷ đô. Ông trở thành tỷ phú vào tháng 11 năm 2021 sau khi bán một phần công ty Weta Digital của mình cho Unity Software với giá 1,6 tỷ đô. Ngoài ra, tài sản của ông còn đến từ các nguồn sau. Ông kiếm được 10 triệu đô cho mỗi bộ phim trong số 3 bộ phim Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn từ năm 2001 đến năm 2003, với ít nhất 10% lợi nhuận khác kiếm được từ doanh thu phòng vé của mỗi phim. Đối với phim Người Hobbit, ông đã kiếm được 20 triệu đô mỗi phim với 20% phụ trợ. Về tiểu sử của Jackson thì ông sinh ngày 31 tháng 10 năm 1961 tại Wellington và lớn lên ở vùng ngoại ô nhỏ phía bắc vịnh Pukerua ở cuối phía nam bờ Kapiti, New Zealand. Đó là một vùng quê nghèo và rất ít người sinh sống. Ông cũng không sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha ông thì làm công nhân nhà máy và mẹ ông thì ở nhà làm nội trợ. Tuy nhiên, Peter Jackson có một niềm đam mê và hâm mộ sâu sắc với điện ảnh ngay từ nhỏ. Ông lớn lên trong các bộ phim của Ray Harryhausen, cũng như tìm thấy cảm hứng trong loạt phim truyền hình Thunderbird và Monty Python's Flying Circus. Vào khoảng năm 9 tuổi, khi lần đầu tiên được xem bộ phim King Kong, bản năm 1933 trên truyền hình, ông thậm chí đã cố gắng làm lại bộ phim yêu thích vào ngay sáng hôm sau bằng cách sử dụng các mô hình tự chế và kỹ thuật hoạt hình stop motion. Jackson sau đó rời trường học ở tuổi 16 và bắt đầu công việc toàn thời gian đầu tiên của mình với vị trí nhiếp ảnh gia trong một tờ báo tại địa phương. Ông làm việc ở đó 7 năm cho đến khi theo đuổi sự nghiệp điện ảnh một cách nghiêm túc. Và trong quãng thời gian đó, ông sống với cha mẹ để tiết kiệm được nhiều tiền nhất có thể nhằm chi tiêu cho các thiết bị làm phim. Ông không được đào tạo bài bản về làm phim và phần lớn các kiến thức về dựng phim, hiệu ứng đặc biệt và hóa trang là do ông tự học. Ông đã từng chia sẻ như thế này: tất cả chỉ vì sự thất vọng khi mà cố gắng làm phim nhưng không có được thiết bị tốt nhất. Tôi đã dành 2 năm để mua chiếc máy ảnh 16mm có giá tới vài nghìn đô la. Khi đó tôi chỉ được trả 75 đô một tuần. Tôi phải sống cùng bố mẹ vì tôi không thể không làm như vậy. Sau đó, ông bắt đầu quay một bộ phim mà sau này trở thành Bad Sex, bộ phim điện ảnh đầu tiên của ông. Bộ phim đã được quay trong suốt 4 năm và thường phải thực hiện vào cuối tuần vì khi đó Jackson đang làm việc toàn thời gian. Các diễn viên trong phim đều là bạn của ông và vì kinh phí hạn hẹp nên hầu hết họ đều đồng ý tham gia miễn phí để giúp ông. Ban đầu, Jackson không có ý định làm một bộ phim điện ảnh mà chỉ muốn thực hiện một bộ phim ngắn khoảng 25 đến 30 phút. Tuy nhiên, không biết từ bao giờ thì thời lượng của bộ phim tăng dần lên. Ban đầu là 40, rồi 50, rồi 60 phút và bản cuối cùng là 92 phút. Chính Jackson cũng tự nhận rằng anh không ngờ đây lại là bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình. Nhưng vấn đề cũng từ đó mà phát sinh. Jackson không có đủ tiền để thực hiện quá trình hậu kỳ cho bộ phim như chỉnh màu, làm nhạc, âm thanh. Cuối cùng, nhờ sự rót vốn muộn từ Ủy ban Điện ảnh New Zealand, sau khi James Booth, giám đốc điều hành của cơ quan, bị thuyết phục bởi tài năng của Jackson, và sau này thì Booth cũng đã rời khỏi ủy ban để trở thành nhà sản xuất của Jackson, thì bộ phim đã được hoàn thành. Trong một cuộc phỏng vấn, Jackson nói rằng Bad Sex không thuộc dòng phim chính thống, mà thuộc thể loại kinh dị khoa học viễn tưởng, một dòng phim khá lạ vào thời điểm bấy giờ.
nên việc một cơ quan chính thống nhà nước đồng ý đầu tư vào phim của ông là một điều khá hiếm và chưa từng xảy ra trước đây. Bad Taste được ra mắt tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 5 năm 1987 và được bán tại rất nhiều các quốc gia. Dù không phải là một tác phẩm quá thành công về mặt doanh thu, nhưng việc một bộ phim đầu tay của đạo diễn không tên tuổi và hơn nữa lại đến từ một nền điện ảnh không quá phát triển, được tham dự vào một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới cũng cho thấy ông này không phải dạng vừa. Những dự án nổi bật sau đó của Jackson là Meet the Feeble năm 1989, Heavenly Creature vào năm 1994. Dù mức doanh thu của các bộ phim này khá là khiêm tốn, nhưng thành công của Heavenly Creature đã giúp mở đường cho bộ phim Hollywood với kinh phí lớn đầu tiên của Jackson là The Frightener với sự tham gia của Michael J. Fox vào năm 1996. The Frightener năm 1996 được Universal đầu tư với mức chi phí lên tới 26 triệu đô. Đây là bộ phim được đầu tư nhất của Jackson lúc bấy giờ. Universal thậm chí còn quyết định đẩy lịch phát hành của bộ phim sớm hơn dự kiến với kỳ vọng biến bộ phim thành bom tấn phòng vé mùa hè năm đó, dù mới chỉ xem qua bản cắt chưa hoàn chỉnh. Không chỉ vậy, trước đó, trong quá trình phát triển dự án, Universal dường như cũng dành khá nhiều sự tin tưởng cũng như sự ưu ái đối với Jackson. Đồng ý để Jackson làm đạo diễn vì tin rằng đó là điều tốt nhất cho bộ phim. Đồng ý quay bộ phim tại New Zealand theo yêu cầu từ phía Jackson, với điều kiện dựng lại bối cảnh giống như thị trấn của Mỹ, và hầu hết các bộ phim của Jackson đều được quay tại New Zealand. Cho phép Jackson và vợ toàn quyền quyết định về mặt nội dung của bộ phim cũng như bản Final Cut. Đồng ý đầu tư thêm 6 triệu đô, một con số không hề nhỏ để Jackson có thể hoàn thiện phần hậu kỳ, đặc biệt là kỹ xảo cho bộ phim. The Frightener là một bộ phim nặng kỹ xảo. Khối lượng công việc kỹ xảo của bộ phim này được coi là nặng hơn rất nhiều so với hầu hết các bộ phim được làm tại thời điểm đó. Chính vì vậy, đã tạo ra áp lực rất lớn lên studio hậu kỳ Weta Digital mới được thành lập 3 năm của Jackson. Để hoàn thiện đúng thời gian, Universal đã đề nghị thực hiện một phần kỹ xảo tại Mỹ, nhưng Jackson với tham vọng thể hiện trình độ kỹ xảo tại New Zealand không hề thua kém Hollywood, đã thuyết phục studio này ngược lại. Thay vì mang công việc đến Mỹ, chi bằng là mang con người và máy móc của Mỹ đến New Zealand để thực hiện. Như vậy, Universal không chỉ cho thêm tiền, mà còn cho Jackson mượn thêm người và công nghệ. Điều này đã góp phần lớn giúp studio kỹ xảo của Jackson phát triển lên tầm cao mới sau bộ phim này. Đánh giá bộ phim là bom tấn mùa hè và dồn lực quảng bá cho bộ phim, thậm chí còn offer cho Jackson làm đạo diễn của phim King Kong, bộ phim mà Jackson yêu thích từ bé. Dù được sự hậu thuẫn hùng mạnh như vậy từ Universal, cũng như có toàn quyền quyết định đối với dự án phim, nhưng bộ phim lại không thành công như Jackson kỳ vọng, thậm chí bị đánh giá là một sự thất bại về phòng vé. Không chỉ vậy, bộ phim còn chịu sự tấn công nặng nề từ giới phê bình phim. Nhà phê bình phim Roger Ebert, một nhà phê bình phim rất nổi tiếng và có quyền lực tại Hollywood, cũng bày tỏ sự thất vọng khi nói rằng sự nỗ lực đáng kinh ngạc nhưng lại thành một bộ phim giống như là bản nháp hơn là một bộ phim. Ông đánh giá bộ phim này 1/4 sao và cảm thấy Jackson đã quan tâm hơn đến việc hóa trang, kỹ xảo và máy tính hơn là sự liền mạch của cốt truyện phim. Tạp chí Listener của New Zealand cũng đã có một bài đánh giá về The Frightener, trong đó nói rằng bộ phim được làm từ đống đổ nát từ những bộ phim của người khác. Jackson cũng đã làm hồ sơ kiện tờ tạp chí này vì tội phỉ báng, nhưng cuối cùng thì vụ kiện cũng không đi đến đâu. Nhà phê bình James Berardinelli tin rằng The Frightener không phải là một bộ phim tồi, nhưng nó là một sự thất vọng. Còn rất nhiều ý kiến khác nữa, nhưng đa số là trung lập, có khen, có chê, nhưng lại thể hiện sự tiếc nuối rằng bộ phim đáng lẽ đã có thể làm tốt hơn. Về mặt truyền thông của bộ phim, Jackson chỉ trích cách truyền thông của Universal là một trong những nguyên nhân chính khiến bộ phim thất bại, và bộ phim đã dạy ông một bài học đau đớn nhưng sâu sắc về tầm quan trọng của truyền thông. The Frightener cuối cùng là một sự thất vọng về doanh thu phòng vé, và đa số thì cho rằng là do sự cạnh tranh từ bộ phim Independence Day. Năm đó thì bộ phim này đã thu về 816 triệu đô, trở thành phim có doanh thu cao nhất năm 1996. Tuy nhiên, trong các cuộc phỏng vấn nhiều năm sau khi phát hành The Frightener, Jackson nhận xét anh thất vọng vì chiến dịch truyền thông của Universal. Thứ nhất, Jackson tin rằng lý do chính khiến bộ phim không thành công về mặt doanh thu là do tấm poster không nói lên bất cứ điều gì về bộ phim. Ngoài ra, bộ phim cũng được ra mắt cùng ngày với Thế vận hội mùa hè Atlanta.
Khi Jason nhận ra điều này và đã cố cảnh báo với hãng phim thì họ lại trả lời là: "Chúng tôi không nghĩ như vậy. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng không phải như vậy. Và tôi chỉ nghĩ làm thế nào mà họ biết được chỉ có 3 Thế vận hội Olympic được tổ chức tại Mỹ trong 100 năm. Nhưng Jackson cũng tự thừa nhận The Frightener khá kén khán giả và bộ phim đã cho ông hiểu được tầm quan trọng của truyền thông. Sau bộ phim này thì dự án phim King Kong của Jackson cũng bị Universal tạm gác lại. Tuy nhiên, Jackson được một lợi thế rõ ràng nhất sau dự án này. Đó chính là sự phát triển vượt bậc về kỹ xảo và trình độ của hai công ty mà ông sáng lập là Winwood và Weta Digital. Chính vì thế, ngay khi còn đang trong quá trình hậu kỳ của The Frightener, Jackson đã nghĩ tới việc triển khai dự án tiếp theo để tận dụng được hết số máy móc và đội ngũ hiện đang làm việc cho ông. Và dự án tiếp theo đó chính là loạt phim chúa tể của những chiếc nhẫn. Tóm lại thì đây là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của Jackson. Bộ phim được kỳ vọng nhất nhưng lại không thành công như mong đợi. Không chỉ có vậy, đây cũng là khoảng thời gian căng thẳng cao độ giữa Jackson và Ủy ban Điện ảnh New Zealand, tổ chức đã đầu tư cho các bộ phim đầu tay của Jackson. Cụ thể, khi thực hiện dự án điện ảnh thứ hai, Meet the Feeble, bộ phim đã vượt quá ngân sách dự kiến ban đầu. Mặc dù ủy ban vẫn quyết định đầu tư khoảng 2/3 chi phí sản xuất của bộ phim, nhưng mối quan hệ giữa họ đã bắt đầu căng thẳng dần và đến mức ủy ban này quyết định gạch tên mình khỏi phần credit trong phim. Mặc dù ủy ban vẫn tiếp tục hỗ trợ tài trợ cho 3 bộ phim tiếp theo của Jackson, năm 1997, Jackson đã gửi một bài chỉ trích dài lên ban biên tập của một tạp chí bổ sung trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của họ về việc ra quyết định một cách thiếu nhất quán của những thành viên hội đồng quản trị thiếu kinh nghiệm. Tạp chí cảm thấy rằng tài liệu quá dài và có khả năng cao mang tính phỉ báng nếu xuất bản dưới dạng đó, nên đã xuất bản một phiên bản ngắn hơn của bài chỉ trích đó trên tạp chí Metro. Trong bài báo trên Metro, Jackson đã chỉ trích ủy ban về các quyết định tài trợ của họ liên quan đến một bộ phim mà anh ấy đã kỳ vọng sẽ làm điều hành sản xuất. Đó là những khó khăn mà Jackson đã phải trải qua trong sự nghiệp của mình. Một vị đạo diễn đại tài không qua trường lớp chuyên môn nhưng vẫn kiên trì, bền bỉ, chinh phục những đỉnh cao trong môn nghệ thuật thứ bảy. Sau những giai đoạn khó khăn như thử thách Jackson thì thành công chắc chắn là món quà dành cho ông. Khi nhắc về những bộ phim xuất sắc nhất của đạo diễn Peter Jackson, chắc chắn chúng ta không thể bỏ lỡ sử thi nổi tiếng The Lord of the Rings, bộ 3 phim chúa tể của những chiếc nhẫn năm 1997. Kinh phí 3 phần phim là 281 triệu đô. Doanh thu đem về từ bộ phim là gần 3 tỷ đô. Về mặt doanh thu và ảnh hưởng, chúa tể của những chiếc nhẫn được nhiều người đánh giá là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất và có ảnh hưởng nhất từng được thực hiện từ trước đến nay. Từ lúc ra mắt đến nay, bộ phim luôn được xếp trong danh sách những loạt phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Với 2,991 tỷ đô doanh thu trên toàn thế giới. Về mặt công nhận nghệ thuật, cả 3 phần phim đều nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ các nhà phê bình và khán giả, giành được 17 giải Oscar trên tổng số 30 đề cử, bao gồm cả phim hay nhất cho phần 3 Sự trở về của nhà vua, The Return of the King và vô vàn giải thưởng khác. Trong một bài phỏng vấn thì Jackson đã chia sẻ vui rằng trước khi làm phim Chúa Nhẫn và thành công, ông luôn sợ rằng một ngày nào đó nếu sự nghiệp làm phim của ông không đi đến đâu, ông sẽ phải trở lại công việc cũ trước đây. Nhưng rất may là sự lo lắng đó đã không thành hiện thực. Về quá trình phát triển của bộ phim, thì bộ phim chính thức được bấm máy từ tháng 10 năm 1999 và kết thúc quá trình ghi hình vào tháng 11 năm 2000. Tuy nhiên, dự án thực sự đã bắt đầu từ rất lâu trước đó. Jackson lần đầu đọc chúa tể của những chiếc nhẫn vào năm 18 tuổi và từ đó đã trở thành một fan trung thành của bộ truyện. 16 năm sau, vào năm 1997, khi Jackson 36 tuổi, ông đã có cơ hội biến bộ truyện yêu thích của mình thành phim. Và cuối cùng, 4 năm sau, khi mà Jackson 40 tuổi, tập phim đầu tiên về chúa tể của những chiếc nhẫn phát hành, ông đã trở thành một trong những vị đạo diễn hàng đầu thế giới với khối tài sản khổng lồ. Về mức độ thành công và nổi tiếng của 3 bộ phim này thì không cần bàn cãi, nhưng ít ai biết rằng bộ phim này đã từng suýt không được thực hiện hoặc ít nhất là không được thực hiện bởi Jackson. Trong một cuộc phỏng vấn, Jackson tiết lộ rằng dự án ban đầu được ông và team của mình thực hiện với sự đầu tư của Harvey Weinstein, Miramax Film chứ không phải là New Line. Hai bên đã thỏa thuận rằng sẽ sản xuất 2 phần phim, nhưng cuối cùng, vì sự hạn chế về nguồn vốn, phía Harvey Weinstein yêu cầu Jackson cắt đao xuống còn một phần phim với thời lượng khoảng 2 tiếng. Đối với Jackson mà nói, đây là điều không thể. Vì ông tin chắc chắn rằng bất kỳ ai là fan hâm mộ của bộ truyện khi đi xem phim sẽ ra về với sự thất vọng. Chính vì thế, Jackson đã từ chối Harvey Weinstein
Và tại thời điểm đó, ông gần như đã từ bỏ dự án của mình. Chán nản và mệt mỏi, Jackson cùng team quyết định trở về New Zealand với suy nghĩ rằng đây sẽ là kết thúc của tất cả. Tuy nhiên, sau đó agency của Jackson thông báo cho ông rằng Harvey Winston đang có ý định tiếp tục thực hiện dự án này mà không có ông, bằng cách thuê một đạo diễn và một team khác. Điều này cũng là điều dễ hiểu vì Harvey Winston đã chi ra hơn 20 triệu đô trong vòng 2 năm vào dự án này và ông ta muốn thu hồi lại vốn. Jackson đã phải đấu tranh để thuyết phục Harvey Winston rằng ông là một người khởi nguồn của dự án này, ít nhất ông cũng có quyền yêu cầu cho ông cơ hội để cứu vớt nó. Harvey Winston đồng ý với hai điều kiện. Thứ nhất, bộ phim sẽ làm với hai phần phim thay vì một phần. Thứ hai, Jackson phải trả lại 20 triệu đô mà Harvey Winston đã bỏ ra. Harvey Winston cho Jackson 4 tuần để thực hiện hai điều kiện trên, nếu không dự án sẽ rơi vào tay người khác. Trong vòng 4 tuần này, Jackson và team gần như đã sống tại Los Angeles để gặp tất cả các studio, nhà sản xuất phim, không những thuyết phục họ chi tiền làm dự án mà còn phải chi trước 20 triệu đô để trả cho Harvey Winston. Cuối cùng thì Jackson cũng đã thuyết phục được New Line đầu tư không chỉ 2 mà là 3 phần phim. Và bộ phim đã thành công như thế nào thì mọi người cũng đã biết. Phim King Kong năm 2005, kinh phí sản xuất là 207 triệu đô, doanh thu là 562,3 triệu đô. Nối tiếp thành công của Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, King Kong là một thành công về cả nghệ thuật lẫn thương mại. Bộ phim thu về hơn 562 triệu đô và trở thành phim có doanh thu cao thứ tư trong lịch sử Universal Pictures vào thời điểm đó và là phim có doanh thu cao thứ năm trong năm 2005. Bộ phim cũng tạo ra 100 triệu đô doanh số bán đĩa DVD khi phát hành video tại nhà vào tháng 3 năm 2006. Về mặt nghệ thuật, King Kong giành được 3 giải Oscar cho biên tập âm thanh hay nhất, hòa âm hay nhất và hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Một trò chơi điện tử kết hợp được phát hành cùng với bộ phim cũng đã trở thành một thành công về mặt thương mại và phê bình. Quá trình phát triển, mối nhân duyên giữa Jackson và Universal bắt nguồn từ bộ phim The Frighteners năm 1996. Khi đó, vì ấn tượng với tài năng của Jackson, Universal đã mời ông làm đạo diễn cho dự án tiếp theo là King Kong. Tuy nhiên sau đó, The Frighteners lại không thành công về mặt doanh thu, nên Universal đã tạm hoãn lại quyết định này. Mặc dù lúc đấy Jackson và team đã lên kịch bản, kế hoạch sản xuất cũng như tìm diễn viên cho King Kong rồi. Sau đó, vào đầu năm 2003, hãng này khi thấy Jackson đã ăn nên làm ra với Chúa Nhẫn, đã quyết định mời Jackson trở lại với dự án. Hai năm sau đó, bộ phim được khởi quay với mức kinh phí ban đầu là 150 triệu đô, nhưng sau đó đội lên đến 207 triệu đô, khiến cho nó trở thành một trong những bộ phim đắt đỏ nhất từng được sản xuất lúc bấy giờ. Thêm một thông tin nữa về bộ phim, theo Wikipedia, Jackson ban đầu từ chối dự án này, nhưng sau quyết định làm King Kong, vì ông sợ rằng dự án sẽ rơi vào tay của người khác, và nếu phim không hay thì điều đó sẽ vô cùng ám ảnh ông. Bộ 3 phim The Hobbit, kinh phí là 700-745 triệu đô, doanh thu là 2,938 tỷ đô. Đây là bộ 3 phim tiền truyện của Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn. Loạt phim nhận được nhiều đánh giá trái chiều như là một thành công về thương mại và trở thành một trong những loạt phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 2,938 tỷ đô doanh thu trên toàn thế giới. Nó đã được đề cử cho nhiều giải thưởng khác nhau và giành được một số, mặc dù không nhiều bằng bộ 3 phim Chúa Nhẫn trước đó. Kết luận về Jackson, không phải là một đạo diễn thông thường, luôn đấu tranh và có quyền tự chủ cao nhất với tác phẩm của mình. Không chỉ về nội dung mà còn về sản xuất. Thường khi hợp tác với Jackson, ông sẽ muốn toàn quyền quyết định về mặt nghệ thuật cũng như bản final cut. Phần trăm lợi nhuận phim, quay phim phải được làm tại New Zealand. Bên cạnh làm đạo diễn, Jackson cũng thường được credit là nhà sản xuất hoặc executive producer. Ông sở hữu công ty sản xuất phim nổi tiếng Wingnut và công ty hậu kỳ nổi tiếng Weta Digital. Công ty đứng sau thành công của Chúa Nhẫn, Avatar, The Hobbit, The Planet of Apes, Mad Max, Fury Road, hầu hết phim của Marvel và DC. Công ty này mới đây thì đã được bán cho Unity Technology với giá là 1,62 tỷ đô, giúp Jackson đứng đầu danh sách nghệ sĩ có thu nhập cao nhất trong năm 2021 với 580 triệu đô. Ông luôn muốn chứng tỏ New Zealand hoàn toàn có khả năng sản xuất những bộ phim kinh phí lớn như của Hollywood. New Zealand thời đó, theo lời kể của Jackson, thậm chí còn không có một nền điện ảnh đúng nghĩa, mỗi năm chỉ có một hoặc hai phim điện ảnh và phải mãi đến khi Jackson lớn lên, tầm 16-17 tuổi thì mới có một cơ quan nhà nước tập trung phát triển phim ảnh, đó chính là Ủy ban Điện ảnh New Zealand.
Chính vì thế, hầu như bộ phim nào Jackson cũng yêu cầu phải thực hiện ở New Zealand. Ông nói rằng New Zealand có rất nhiều cảnh đẹp, thiên nhiên hùng vĩ, nhưng tiếc rằng lại chưa được thế giới biết đến nhiều. Điều này giúp thu hút không chỉ các nhà làm phim mà còn du khách đến với New Zealand. Làng Hobbit trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, nhất định phải ghé thăm một lần mỗi khi đến New Zealand. Thậm chí, ở phần sau của Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, Thủ tướng của New Zealand lúc đó còn đến tận làng Hobbit trong quá trình quay bộ phim để ủng hộ bộ phim. Khi thực hiện quay The Hobbit, vì phát sinh vấn đề với công đoàn ở New Zealand mà bộ phim suýt nữa được cân nhắc quay ở nước khác. Nhưng sau đó, theo đánh giá của chính phủ New Zealand, nước này vẫn sẽ thiệt hại tầm 1,5 tỷ đô nếu bộ phim được quay tại nước khác, nên cuối cùng New Zealand vẫn được chọn làm địa điểm quay phim. Các bộ phim của Jackson thường rất nặng về kỹ xảo và đòi hỏi sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất. Thay vì đi thuê những công ty kỹ xảo to lúc bấy giờ như Sony, Jackson tự lập công ty kỹ xảo của riêng mình là Weta Digital và tự phát triển những phần mềm cần thiết để quay phim. Một trong những thành tựu vượt bậc của Weta Digital chính là Motion Capture, dùng để tạo nên Gollum và trong Avatar. Tôi vừa điểm lại hành trình của một đạo diễn vô danh đến khi trở thành một đạo diễn vĩ đại thế giới, đó là hành trình mang tên Peter Jackson. Hy vọng rằng các bạn đã có thêm những thông tin bổ ích hoặc có thêm nguồn động lực để tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của Đèn Đỏ Cinema.